sau vòng công diễn 3, khán giả bắt đầu đồn đoán về danh tính những chị đẹp được vào chung kết. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người cho rằng Lan Ngọc là một trong những chị đẹp đi đến vòng thi cuối cùng. Thông tin này xuất hiện dựa vào những hình ảnh Lan Ngọc đăng tải trên Facebook. Cụ thể, trong thời điểm chị đẹp đạp gió dậy sóng ghi hình chung kết, Lan Ngọc lại có bài đăng gắn thẻ tên Thu Phương và Trang Pháp vào với nội dung đợi cô trở về. Sau đó, khán giả soi một số hình ảnh Uyên Linh, Thu Phương trên sàn tập và rút ra kết luận rằng ở vòng chung kết, Lan Ngọc được xếp cùng đội với Thu Phương, Uyên Linh, Diệp Lâm Anh, Trang Pháp. Chị đẹp đạp gió dậy sóng là chương trình thực tế quy tụ 30 chị đẹp có độ tuổi trên 30 đang hoạt động trong showbiz với những vai trò khác nhau. Qua từng vòng công diễn, chương trình loại bớt một số chị đẹp. Đến cuối cùng, còn lại những chị đẹp xuất sắc nhất sẽ được debut thành nhóm nhạc. Khác với những cuộc thi khác, chị đẹp đạp gió dậy sóng giao quyền đi tiếp hay ra về cho 357 khán giả có mặt tại trường quay. Ở 3 vòng công diễn đầu tiên, Lan Ngọc luôn nằm trong nhóm an toàn vì được khán giả bình chọn nhiều. Theo luật của chương trình, ngoài điểm bình chọn nhóm thì vị trí đội trưởng hay các vị trí an toàn khác đều được quyết định bằng số điểm bình chọn cá nhân. Chính vì Lan Ngọc quá đông fan nên khán giả tin chắc rằng cô được vào vòng chung kết dù có thi thố thế nào chăng nữa. Nhưng thực tế cho thấy, ngoài việc có lượng fan hùng hậu hỗ trợ, Lan Ngọc còn nhảy giỏi vì rùa sáng bừng và khéo léo, tinh tế trong giao tiếp. Nếu Lan Ngọc được debut bởi cuối chương trình thì cũng là điều dễ hiểu với số đông khán giả. Ngoài ra, khán giả cũng tò mò về số phận của chị đẹp Lệ Quyên tại chương trình. Sau loạt ồn ào vừa qua, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ chỉ thích hợp ở phòng trà, sân khấu ca nhạc, không phù hợp với game show, truyền hình thực tế. Theo đó, Lệ Quyên mới đây đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, ám chỉ một thành viên chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng đã phá hỏng công sức của cả ekip. Cô viết, ngay cả trong lúc sóng gió nhất của cuộc đời cũng chưa ai thấy Quyên khóc, nhưng mọi người sẽ thấy Quyên khóc như một đứa trẻ bởi niềm tin vụn nát trong lòng ở cuộc chơi này. Quyên lỡ ở đây rồi, cứ lợi dụng đi, nếu ai đó cần nữa, tàn khốc quá, điều Quyên không hình dung ra được, giá như không có điều này thì cuộc vui thật sự trọn vẹn lắm. Cộng đồng mạng bàn tán, đoán mò danh tính người mà Lệ Quyên nhắc đến, nhiều cái tên cũng được đưa ra. Trước chia sẻ của Lệ Quyên, nhiều khán giả gửi lời hỏi thăm, động viên cô. Khán giả bày tỏ ngạc nhiên khi xem Lệ Quyên tham gia chương trình truyền hình thực tế, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Xét về giọng hát, quá rõ ràng nội lực, cất giọng lên là biết ngay Lệ Quyên. Khán giả chia sẻ. Sự phiền lòng của Lệ Quyên về chương trình truyền hình thực tế khiến khán giả lo lắng và cho rằng cô không phù hợp với thể loại chương trình này. Khán giả nhận định, chỗ chị đứng chắc chắn sẽ mãi mãi là sân khấu, cái chị cầm chặt chính là micro, chị không được phép buồn vì buồn sẽ xấu. Chỗ của chị mãi là sân khấu, nơi cầm micro hát live chứ không phải show truyền hình thực tế. Lệ Quyên thừa nhận, Quyên là người ngây thơ trong lĩnh vực truyền hình thực tế. Qua đây, Quyên có thêm một bài học, cũng vui mà mọi người nhỉ, từ mai xung quanh Quyên sẽ không có chuyện này dưới bất kỳ hình thức nào nữa.